Chúng ta cùng thực hành tiếp bài số 6. Unit 6. Communication. Trước tiên, các em hãy cùng cô đọc một số từ vựng sau đây. Come over. Help. Mathematical. Formula. Mathematical formula. Cuisine. Pasta. Pizza. Spaghetti. Steak. Kangaroo steak. Taiwan. Portugal. Indian. Italy. Italian. Common. Unique. Taste. Unique taste. Curry. Sauce. Flavor. Vegetarian. Vegetarian food. Lamb. Goat. Generally. Avoid. Stable. Stable food. Favorite food. Food eaten on special occasions. Chúng ta có cụm từ expressing certainly, bày tỏ về sự chắc chắn. Và yêu cầu của bài tập số 1, lắng nghe và đọc các tình huống đối thoại dưới đây và chú ý vào những câu được làm nổi bật. Can I come over to your house on Sunday? Tôi có thể ghé nhà bạn chơi vào ngày Chủ nhật được không? Sure, you're welcome. Chắc chắn là tôi sẽ chào đón bạn. Và tình huống bài đối thoại số 2 của Alice và Mai. Vietnamese cooking uses a lot of vegetables and herbs. Ẩm thực Việt Nam sử dụng rất nhiều rau xanh và rau thơm. Yes, certainly. Đúng thế, chắc chắn rồi. Thì các em có thể thấy là ở hai bài đối thoại này, phần được làm nổi bật đó chính là sure. Từ này có nghĩa là chắc chắn. Và ở trong tình huống số 2 thì chúng ta có cụm từ yes, certainly. Đúng vậy, chắc chắn rồi. Và trong cả hai tình huống này thì các câu được bôi màu vàng đều dùng để bày tỏ về cái sự chắc chắn. Yêu cầu bài tập số 2, làm việc theo cặp, các em hãy làm những cái bài đối thoại tương tự để bày tỏ về sự chắc chắn trong các tình huống dưới đây. Thì chúng ta sẽ có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là you ask your friend to help you with your math homework. Là em hỏi bạn của em để nhờ giúp đỡ làm bài tập toán về nhà. Và tình huống số 2, you say that Vietnamese love seafood. Bạn nói là người Việt Nam thì thích hải sản. Thì đối với hai tình huống này, cô sẽ có phần gợi ý cho các em như sau. Phần số 1 là tình huống chúng ta hỏi và nhờ bạn để làm bài tập toán về nhà. Và cô ví dụ ở đây là bài đối thoại của bạn A và bạn B. Can you help me with my math homework? Bạn có thể giúp tôi làm bài tập toán về nhà được không? Yes, sure. Which exercise do you want me to help you with? Được thôi, chắc chắn rồi. Thế bạn muốn tôi giúp bạn với bài tập nào? I don't understand this mathematical formula. Tôi không hiểu cái công thức toán học này. Okay, now let's study together. Được, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu. Và ở tình huống bài đối thoại số 2 là chúng ta muốn bày tỏ cái sự chắc chắn rằng người Việt Nam thì yêu thích hải sản. Do you think Vietnamese people love seafood? Bạn có nghĩ là người Việt Nam yêu thích hải sản không? Yes, certainly. Seafood contains a lot of nutrients and can be cooked into delicious dishes. Đúng thế, chắc chắn rồi. Hải sản thì chứa đựng rất nhiều những dưỡng chất và còn có thể chế biến thành những món ngon. Oh, I'd love to try them someday. Oh, tôi cũng muốn một ngày nào đó được thử món ăn này. Chúng ta có cụm từ cuisines around the world, ẩm thực trên thế giới. Bạn biết bao nhiêu về ẩm thực của các quốc gia khác nhau? Hãy giải câu đố sau để tìm hiểu. Thì ở đây chúng ta sẽ có 5 câu. Các em sẽ đọc và tìm đáp án đúng. Câu số 1. Which country is famous for pasta and pizza? Đất nước nào nổi tiếng với món mì ống và bánh pizza? Thì chúng ta sẽ có các phương án sau đây. Thailand là nước Thái Lan, Italy, nước Ý, Brazil là nước Brazil. Các em có thể thấy là hai món ăn này rất là nổi tiếng của nước Ý,
cho nên Kem sẽ chọn cho cô B. Italy. Câu số 2. Which country is famous for kimchi? Và đất nước nào thì nổi tiếng với kim chi? Chúng ta sẽ có các phương án là Korea, Hàn Quốc, Portugal, Bồ Đào Nha và Australia, đó là nước Úc. Và chúng ta có thể thấy là kim chi rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, cho nên Kem sẽ chọn cho cô phương án A, Korea. Và câu số 3, England is well known for. Nước Anh thì nổi tiếng với món gì? Chúng ta sẽ có 3 phương án sau đây. Câu A là dim sum, câu B spaghetti, đó là món mì Ý, và phương án C fish and chips, đó là cá và khoai tây chiên. Các em sẽ chọn cho cô phương án C, fish and chips, cá và khoai tây chiên. Câu số 4, sushi comes from, món sushi là đến từ đâu? Japan, nước Nhật, Korea, Hàn Quốc, Taiwan, là nước Đài Loan. Chúng ta biết rằng sushi là một món ăn của Nhật Bản, cho nên Kem sẽ chọn cho cô là Japan, phương án A. Và câu số 5, in which country do you think kangaroo steak is common? Em nghĩ là thịt kangaroo thì nó phổ biến ở nước nào? Chúng ta sẽ có 3 phương án: China, nước Trung Quốc, Australia, nước Úc và USA, nước Mỹ. Chúng ta biết rằng một trong những loài thú có túi bao gồm kangaroo là con vật có nhiều ở nước Úc, cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô phương án B, Australia. Chúng ta cùng làm bài tập số 4 với yêu cầu làm việc theo nhóm, đọc hai đoạn văn dưới đây và thảo luận các câu hỏi. Chúng ta sẽ có hai đoạn văn ngắn nói về nước Ý và nước Ấn Độ. Italy is famous for pizza. Nước Ý thì nổi tiếng với bánh pizza. Pizza is a dish with a flat brown bread, braised with cheese, meat and vegetables on top. Bánh pizza là một món ăn có đế bánh phẳng cùng với phô mai, thịt và rau củ trên mặt. The country is also known for its spaghetti and pasta. Đất nước này cũng nổi tiếng với món mì ống và mì sợi. Italy is also famous for its many types of cheese, over 400 types. Nước Ý thì cũng rất là nổi tiếng với nhiều loại phô mai, tới hơn 400 loại. There is one that allows flies to lay eggs on it, and it has a unique taste. Có một loại còn cho phép là ruồi đẻ trứng ở trên đó, và nó có một hương vị rất là độc đáo. Chúng ta cùng tìm hiểu về Indian, là nước Ấn Độ. Curry is a common dish in India. Cà ri là một món ăn rất là phổ biến ở Ấn Độ. It is a dish of meat and vegetables cooked in a sauce and served with rice or bread. Đó là một món ăn được nấu bằng thịt và rau và nấu cùng với một loại nước sốt và ăn kèm với cơm hoặc là bánh mì. In fact, India has a vast range of cuisines. Trên thực tế thì nước Ấn Độ có một nền ẩm thực rất là rộng lớn. People in some areas of India favor vegetarian food. Người dân ở một số vùng của Ấn Độ thì thích món ăn chay. But chicken, lamb or goat are common in other areas. Nhưng thịt gà, thịt cừu và thịt dê thì lại rất là phổ biến ở một số vùng khác. Generally, Indians avoid beef. Và thường thì người Ấn Độ không ăn thịt bò. Đó là nội dung của hai đoạn văn nói về ẩm thực ở hai quốc gia khác nhau. Sau đó thì chúng ta cần trả lời câu hỏi sau đây. Do you prefer Italian or Indian food? Why or why not? Bạn thích món ăn của nước nào hơn, của nước Ý hay là của nước Ấn Độ? Và giải thích lý do tại sao? Thì ở bài số 4 này cô sẽ gợi ý cho các em như sau. Italian and Indian dishes are both delicious. Những món ăn của Ấn Độ và nước Ý thì đều rất ngon. However, I really like Italian dishes such as pasta and pizza. Tuy nhiên, tôi thực sự thích những món ăn của nước Ý, ví dụ như là mì ống hay là bánh pizza. They are not too expensive and are easy to find in restaurants in Vietnam. Chúng không quá đắt và rất dễ tìm kiếm ở những nhà hàng ở Việt Nam. Yêu cầu của bài tập số 5, các em hãy làm việc theo nhóm và nói về những cái món ăn tiêu biểu trong khu vực của em.
thảo luận phần dưới đây. Các em sẽ có một số phần gợi ý. Staple food là thức ăn chủ yếu. Favorite food là món ăn yêu thích. Foods eaten on special occasions, những món ăn cho các dịp đặc biệt. Và chúng ta có thể xem ví dụ sau đây. What is the staple food in your area? Lương thực chủ yếu ở khu vực của bạn là gì? It's rice, đó là cơm. Yes, we have rice with most of our meals. Đúng vậy, chúng tôi ăn cơm ở hầu hết những bữa ăn. Và tiếp theo thì chúng ta có thể hoàn thành bài đối thoại này. Và đối với bài tập số 5, các em có thể tham khảo phần gợi ý sau đây. Đây là bài đối thoại của bạn A và bạn B. What is the staple food in your area? Lương thực chủ yếu ở khu vực của bạn là gì? Rice, of course, is for lunch and dinner. Tất nhiên là món cơm và thường ăn trong bữa trưa và bữa tối. We usually have beef noodles offered for breakfast. Và chúng tôi thì thường ăn bún bò hoặc là phở trong bữa ăn sáng. What is your favorite food? Thế còn món ăn yêu thích của bạn là gì? I like beef noodles because of the typical flavor of Huế fish sauce. Tôi thích món bún bò vì hương vị đặc trưng của mắm Huế. Đó là gợi ý cho các em ở bài tập số 5. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay. Communication của bài số 6. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.